Xin chào cô chú anh chị đang xem vlog của già Nguyễn nha. Hôm nay mình xem coi già Nguyễn nấu món gì trong nhà. Rồi già Nguyễn hôm nay mình nấu món gì đây? Xin chào ông bà cô chú, hôm nay sẽ nấu món bánh lăng cho mấy đứa cháu ăn á, ông bà cô chú. Đây là những nguyên liệu mình đã chuẩn bị rồi đó. 6 trứng gà, 100ml sữa đặc, 50ml nước lọc ông bà chú, 150g đường, ống vani, một tí muối và nửa lát chanh, và hai bịch sữa tươi và một miếng cà phê. Bây giờ mình sẽ bắt bếp lên, bỏ đường vô ha. Mình sẽ dặn lửa nhỏ nhỏ thôi nha ông bà chú, cho bỏ đường vô luôn. Mình sẽ đổ nước vô luôn ha bà chú ơi. Mình sẽ để vậy, mình không có khuấy nha bà ơi chú, mình sẽ để vậy luôn, mình sẽ lắc lắc như vậy là được. Bây giờ camera nó đã chuyển màu cánh gián rồi đó ông bà cô chú. Bây giờ mình sẽ nặn vô một lát chanh nha. Mình sẽ cho thêm 2 muỗng nước vô luôn. Mình sẽ tắt bếp. Rồi bây giờ mình sẽ múc camera bỏ vô khuôn ông bà cô chú. Sữa đặc vô luôn bà chú. Mình sẽ bỏ vô ống ba nha. Bỏ muối vô, xíu muối cho nó đậm đà bà chú. Sữa này mình nấu cho nó nóng lên là được, rồi mình sẽ tắt bếp không bà chú. Sữa cũng đã nóng đó bà chú, mình sẽ tắt bếp và để đây cho nó nguội xíu không bà chú. Gà mình có 6 trứng gà, mình sẽ lấy 4 trứng gà có chồng trắng, 2 trứng gà mình sẽ bỏ chồng trắng không bà chú. Trứng gà này hôm qua mới mua ở ngoài chợ, mình sẽ đánh trứng không bà chú. Mình nói nhẹ nhẹ thôi, đừng cho nó nổi bọt nha bà chú. Đây mình sẽ lựa trứng qua không bà chú. Mình luộc trứng này có tác dụng gì không? Luộc như thế này sau khi mà mình hấp á, nó sẽ mịn hơn, tại nó có lòng trắng trứng đó, nó sẽ làm cho trứng nó sẽ bị gỗ, nó không đẹp.
luộc trứng xong rồi đó, bây giờ mình sẽ đổ sữa vô luôn bảo chú. Đổ sữa sẽ từ từ đổ cho nên sẽ khuấy ra đều. Mình sẽ khuấy cho đều á, rồi mình sẽ đổ vô khuôn nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ luộc lại một lần nữa bảo chú. Mình sẽ bỏ vô ca luộc, hoặc mình sẽ bỏ vô khuôn thì dễ hơn. Mình sẽ đổ vô khuôn. Mình sẽ đổ luôn đúng như vậy được không bảo chú? Mình sẽ tẩy đổ vô khuôn hết. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại cho kín. Sau đó mình sẽ bỏ vô cái nồi hấp, mình sẽ đi hấp luôn các bạn chú. Ở đây có mấy bọt khí đó, mình sẽ ấy cho nó hết luôn, nếu không mình hồi mình hấp nó sẽ không được đẹp luôn. Hấp con mời vô. Giờ mình bỏ vô khuôn mình hấp ha. Mình hấp vậy thì khoảng bao nhiêu phút đây? Khoảng 15-20 phút đó. Mình chuẩn bị nồi nước sôi rồi đó bà cô chú. Bây giờ mình sẽ đem đi hấp. Mình sẽ hấp trong cái lửa nhỏ. Hấp khoảng bao nhiêu phút nãy nó bao nhiêu phút? 15-20 phút thì mình sẽ dở ra coi, mình sẽ lấy tăm mình sẽ nghiêng thử bánh nó có chín chưa. Rồi có cục xin mở nắp coi không? Không, mình mở khi nào bánh còn chín mình sẽ mở xem thử. Rồi. Bây giờ mình cũng đã hấp khoảng 20 phút rồi đó bà chú, giờ mình sẽ lấy ra ha. Đây mà bà chú xem cái bánh nào này. Rất là mịn luôn, không bị lỗi nha. Mà muốn biết bánh nào nó chín hay không mình sẽ lấy cái tăm mình làm như thế này, mình dở lên bánh nó không theo cái tăm là bánh nó sẽ chín hay đâu bà chú. Mời ông bà cô chú ăn bánh lăng cùng vào Nguyễn ha. Đây bánh lăng rất là mềm luôn nha ông bà cô chú, rất là mịn luôn, không có bị gỗ nha ông bà cô chú. Đây màu caramel cũng rất là đẹp luôn. Rất là béo luôn ông bà cô chú. Cái vị nó làm sao? Cái vị nó béo, cái caramel rất là ngọt, có vị cà phê bỏ vô đá ăn lạnh lạnh rất là ngon.